Xin chào các em, lại là cô Hoàng Xuân ở tuyển sinh 247 đây. Theo như cô dự đoán thì trong đề thi ngày mai, tức là đề thi Trung học phổ thông quốc gia môn tiếng Anh của năm 2019 của chúng ta là sẽ có cái phần trọng âm của động từ có hai âm tiết. Thì theo nguyên tắc của chúng ta thì thông thường là động từ có hai âm tiết thì thường là trọng âm sẽ rơi vào âm thứ hai. Đó, thông thường là như vậy nhé. Cô nhắc lại là thông thường là động từ có hai âm tiết thì trọng âm thường rơi vào âm thứ hai. Tuy nhiên cũng có rất nhiều các trường hợp ngoại lệ. Tuy nhiên cũng có rất nhiều các trường hợp ngoại lệ, có nghĩa là gì? Là cũng có rất nhiều các trường hợp mà động từ có hai âm tiết nhưng trọng âm của nó lại rơi vào âm thứ nhất. Đó, thì bây giờ cái gì ít hơn thì chúng ta sẽ học cái đó trước, đúng không? Đấy, tức là thông thường thì là động từ có hai âm tiết sẽ rơi vào âm thứ hai. Thế còn cái trường hợp mà trọng âm, động từ có hai âm tiết mà trọng âm rơi vào âm thứ nhất thì nó ít hơn. Chính vì vậy cho nên chúng ta sẽ học những cái ít hơn này. Đó, thì ở đây là cô đã tổng hợp tất cả những cái từ vựng động từ có hai âm tiết ở trong sách giáo khoa lớp 10, lớp 11, 12 rồi. Và cô tin rằng là đến 90% cái niềm tin rất là cao là trong cái bài thi vào ngày mai, nếu mà có kiểm tra, nếu có thực sự kiểm tra vào động từ có hai âm tiết thì nó sẽ nằm ở trong những cái từ ở đây. Thế thì bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là gì? Chúng ta hãy nghe thật nhiều nhá. Hãy nghe thật nhiều. Đấy, và hãy cố gắng đọc theo cô. Đấy, hãy nghe thật nhiều, cố gắng đọc theo cô để chúng ta nhớ được là cái từ đấy trọng âm của nó nhấn vào thứ nhất hay là thứ hai. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào những cái từ mà có trọng âm nhấn vào thứ nhất, nhớ chưa? Chúng ta tập trung vào những cái động từ có hai âm tiết nhưng trọng âm của nó lại nhấn vào âm thứ nhất. Đấy, chúng ta học những cái từ này trước và sau đó thì chúng ta trở lại những cái động từ có hai âm tiết mà trọng âm nhấn vào âm thứ hai. À, thì bây giờ chúng ta xem những cái trường hợp này. Chúng ta nghe thật kỹ và đọc lại theo cô nhé. Chỉ có nghe kỹ và đọc lại theo thì chúng ta mới có thể nhớ được cách đọc của nó. Chứ chúng ta đừng có nhìn mắt thôi. Từ đầu tiên này, offer, offer, practice, practice, happen, happen, cancel, cancel, enter, enter, follow, follow, listen, listen, rescue, rescue, notice, notice, answer, answer, picture, picture, question, question, gather, gather, finish, finish, sentence, sentence, party, party, color, color, suffer, suffer, service, service, forward, forward, promise, promise, struggle, struggle, very, very, number, number, sponsor, sponsor, wonder, wonder, email, email, trouble, 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 govern, govern, limit, limit, water, water, double, double, study, study, punish, punish, quarrel, quarrel, welcome, welcome, open, open, shoplift, shoplift, order, order, scatter, scatter, major, major, marry, marry, mention, mention, lesson, lesson, broaden, broaden, frighten, frighten, ticket, ticket, conquer, conquer, orbit, orbit, challenge, challenge, carry, carry, contact, contact, figure, figure, bury, bury, cover, cover, hurry, hurry, equal, equal, schedule, schedule, signal, signal,
startle, reason, market, copy, lecture, better, handle, feature, detail, publish, argue, major. Value, comment, visit, interest, harvest, threaten, munish, border, access, swallow. OK, như vậy là đây tất cả là những cái động từ có hai âm tiết nhưng trọng âm nó là rơi vào thứ nhất. Đó, thì cái thành phần này ít hơn. Thế còn thành phần mà động từ có hai âm tiết, trọng âm của nó rơi vào thứ hai thì nó rất là nhiều. Bây giờ thì cô sẽ đọc cho chúng ta những cái động từ có hai âm tiết và trọng âm của nó rơi vào thứ hai. Provide, enforce, complete. Compete, require, discuss, object. Thực ra từ này thì động từ nó là object, thế còn danh từ của nó mới là object. Attract, brighten. Sorry, cái từ này trọng âm của nó rơi âm thứ nhất. Không thể để nó ở bên này được. OK, brighten thì chúng ta nó phải nhấc nó sang bên này. À, cái lúc mà cô viết thì cô không để ý lắm. OK, brighten là trọng âm thứ nhất nhá. OK, tiếp nào. Remain, report, describe, suggest, agree, allow, announce, admire, decide, complain, affect, replace, escape, protect, destroy, exchange, contain, arrive, provide, prefer, invite, convince, begin, refresh, correct, divide, expect, attend, appear, enjoy, direct, donate, perform, receive, express, assist, behave, prevent, accept, admit, deny, reply, accuse, promote, expand, reduce, collect,
collect, consult, consult, decline, decline, research, research, advise, advise, become, become, observe, observe, recite, recite, appoint, appoint, award, award, create, create, translate, translate, inform, inform, control, control, support, support, ensure, ensure, improve, improve. Chúng ta thấy một cái list rất là dài. Tiếp nào. Predict, predict, excite, excite, include, include, refuse, refuse, forgive, forgive, upset, upset, demand, demand, design, design, endure, endure, release, release, return, return, embrace, embrace, afford, afford, pronounce, pronounce, survive, survive, produce, produce, preserve, preserve, succeed, succeed, concern, concern, exhaust, exhaust, compare, compare, react, react, renew, renew, pollute, pollute, surround, surround, locate, locate, advance, advance, suppose, suppose, recruit, recruit, apply, apply, repair, repair, discard, discard, engrave, engrave, supply, supply, repeat, repeat, consist, consist, occur, occur, remind, remind, achieve, achieve, account, account, depend, depend, equip, equip, transfer, transfer, transmit, transmit, subscribe, subscribe, hình như là thiếu S, subscribe, subscribe, install, install, precede, precede, conduct, conduct, respond, respond, confined, confined, reject, reject, oblige, oblige, approach, approach, admit, admit, relate, relate, regret, regret, select, select, impress, impress, amaze, amaze, dissolve, dissolve, invest, invest, expand, expand, declare, declare, extend, extend, attain, attain, defeat, defeat, surprise, surprise, devote, devote, appeal, appeal, inspire, inspire, relieve, relieve, comprise, comprise, delay,
delay, respect, respect, employ, employ, neglect, neglect, combine, combine, adopt, adopt, persuade, persuade, forget, forget, believe, believe, proceed, proceed, involve, involve, propose, propose, construct, construct, enclose, enclose, rewrite, rewrite, explode, explode, attempt, attempt, reserve, reserve, submit, submit, exclude, exclude, maintain, maintain, reform, reform, digest, digest, defend, defend. Ok, như vậy là cô đã vừa đọc cho chúng ta tất cả những cái động từ có hai âm tiết mà cô lấy trong sách giáo khoa lớp 10, lớp 11, 12. Đấy, toàn bộ những cái động từ mà cô nghĩ là đi thi có thể là người ta sẽ cho vào. Rồi chúng ta hãy nghe đi nghe lại thật là nhiều lần và hãy nhắc lại theo cô nhé. Chúc các em may mắn.